Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review sản phẩm của Emin Việt Nam. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến các bạn một cái sản phẩm về đo cái nhiệt độ gọi là camera ảnh mà rất là hot trong cái thời gian gần đây, trong cái từ khóa camera nhiệt hay là các cái loại thiết bị đo nhiệt độ rồi là các loại đo cái nhà về độ ẩm. Thì hôm nay chúng ta có cái của Testo. Máy là gồm có thiết bị đo chính là cái camera ảnh nhiệt, model là 872, đo nhiệt. Đây gồm một thân máy, một dây USB đi kèm và một cái cục sạc adapter, một cái ba cái tấm chuẩn, cái tấm chuẩn và một cái dây đeo kèm theo nó. Hướng dẫn sử dụng tiếng rất nhiều tiếng và thêm cả cái bản clip của sản phẩm. Với sản phẩm Testo 872 có độ phân giải là 320x240 pixel, độ nhạy nhiệt của nó là 60 mkV, tỷ lệ làm mới hình ảnh là 9 Hz, với độ phân giải là 1.3 mirac, giải đo từ âm 30 độ đến 100 độ, độ chính xác là cộng trừ 2% độ C. Máy thì có màn hình rất là lớn và sẽ hiển thị được luôn cái nhiệt độ vật của chúng ta luôn. Chúng ta sẽ chiếu vào vật hoặc chiếu vào tay. Đấy, các loại màu thì chúng ta sẽ điều chỉnh được rất là nhiều thang màu tùy theo mức sử dụng của mình thằng nào. Thứ hai nữa là máy có tính năng là kết nối với cả điện thoại smartphone hoặc là kết nối với máy tính bảng bằng cái tính năng wifi, bluetooth. Đây thì chúng ta sẽ vào cái tính năng để điều chỉnh vào phần config. Thì ở trong thì trên điện thoại thì chúng ta sẽ down và tải về cái phần là app của nó là Thermo Graphic app. Thì đây thì chúng ta sẽ kết nối với nó. Và ở đây trên máy này chúng ta sẽ bật chế độ Connect. Ở đây thì chúng ta sẽ là Wi-Fi hoặc là Bluetooth, tích vào Wi-Fi. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái điện thoại này và chúng ta sẽ kết nối sang cái Wi-Fi của Testo để kết nối với thiết bị và chúng ta sẽ live stream trực tiếp luôn. Chúng ta sẽ chờ một chút. Thì nó sẽ hiện Testo, chúng ta kích vào Testo và nó đã kết nối được cái mạng bởi vì máy nó không bảo mật. Lưu ý là chúng ta chắc được chỉ kết nối được một máy thôi và chúng ta quay lại phần up và chúng ta sẽ kết nối được luôn và máy đã hiển thị. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể là ví dụ như thời điểm hiện tại nó đang rất hot với cái dịch Corona thì chúng ta sẽ treo máy một thiết bị và chúng ta sẽ chỉ cần dùng một cái phần mềm này và chúng ta sẽ quản lý ở từ xa và chúng ta sẽ theo dõi được nhiệt độ của thân người. Ở đây thì chúng ta nên để cái epsilon về 0.98 là với cơ thể người, còn với những đồ vật như kiểu nhôm, inox thứ thì trong máy này nó cũng có thì chúng ta sẽ để về 0.95. đây ví dụ như chúng ta đang để nhiệt độ là để cho người chẳng hạn thì chúng ta sẽ để về đây và máy có tính năng thêm là tính năng bù nhiệt với những cái nhiệt độ ví dụ như ở trong phòng chẳng hạn chúng ta có thể từ 20 đến 25 thì chúng ta sẽ xét theo cái nhiệt độ phòng thì nó sẽ đo chuẩn hơn là chúng ta là không để theo nhiệt độ. Đấy, tức là tính năng bù nhiệt trên máy nó điện thoại nó có sẽ hiển thị cho chúng ta luôn là nhiệt độ rồi và cái epsilon và chúng ta cũng có thể chụp được luôn. Đây, này chúng ta sẽ setting được các phần thực tiếng trong máy nó đã cài đặt sẵn. Ở đây chúng ta sẽ có một nút bấm, đây là nút này là chụp ảnh, ví dụ như chúng ta chụp ảnh đấy thì chúng ta bấm nó sẽ tự động chụp.
Ngoài ra chúng ta sẽ chọn được các cái điểm đo, ví dụ ở trong mét xua. Xua thì chúng ta sẽ là đo, ví dụ như là đo điểm nóng hoặc điểm lạnh hoặc là đo tất. Ví dụ như tôi đang để chế độ là đo điểm nóng, còn tôi có thể là đo điểm lạnh hoặc là đo ôn, tức là sẽ đo cả điểm nóng và điểm lạnh. Nó sẽ báo tất tật các điểm. Ví dụ như đấy, ví dụ như nó sẽ đo chỗ nào là 21 độ, 25 độ hay 30 độ tùy. Đây là chế độ màu. Đây là chế độ ảnh. Ảnh chúng ta sẽ đọc những cái ảnh cũ. Chế độ màu. Ở đây thì cái bảng màu thì chúng ta chọn bảng màu. Bảng màu nó sẽ hiển thị lên. Thì trên này nó cũng sẽ thay đổi luôn. Hoặc là chúng ta sẽ tự thay đổi bằng nút lên xuống. Nút lên xuống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh review sản phẩm của công ty cổ phần Emin Việt Nam. Hẹn các bạn ở những cái review tiếp theo.